cảnh báo các hình thức scam phổ biến. Ethereum Foundation chính thức xác nhận thời gian diễn ra sự kiện The Merge sẽ rơi vào ngày 15 tháng 9. Đây được xem là phiên bản cập nhật quan trọng nhất trong lịch sử của Ethereum nói riêng và ngành crypto nói chung. Ăn theo sự kiện nổi tiếng này, rất nhiều chiêu thức scam đã được tạo ra nhằm FOMO cộng đồng người dùng. Các chiêu thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản này rất đa dạng và ngày càng tinh vi. Nếu không cẩn thận, bạn có thể trở thành nạn nhân và mất hết tài sản ngay lập tức. Để giúp bạn hiểu thêm về các hình thức scam phổ biến hiện nay, CryptoLeaks.vn xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngay sau đây. Scam và dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Theo thông tin chính thức từ website của Ethereum Foundation, hiện nay các kỹ thuật dùng để scam rất tinh vi. Những kẻ lừa đảo luôn cố tìm ra những phương thức mới để lừa gạt người dùng. Bạn không thể ngăn chặn triệt để chúng, nhưng bạn có thể nhận ra những dấu hiệu của lừa đảo để hạn chế được chúng. Sau đây là những dấu hiệu và cách thức mà bọn lừa đảo thường sử dụng. 1. Giveaway, airdrop scam. Một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trong giới crypto là lừa đảo tặng quà, giveaway scam. Lừa đảo tặng quà có nhiều hình thức, nhưng cơ bản là nếu bạn gửi ETH đến địa chỉ ví được cung cấp, bạn sẽ nhận lại x2 số ETH của mình. Cộng đồng còn hay gọi là 2-for-1 scam, hoặc chúng có thể tặng bạn một NFT hoặc token bất kỳ, sau đó đưa bạn đến một trang web lừa đảo để claim tài sản airdrop. Bạn sẽ nhận được yêu cầu đăng nhập bằng ví Ethereum của mình và chấp thuận một giao dịch. Giao dịch này sẽ xâm phạm tài khoản của bạn bằng cách gửi các public và private key của bạn cho kẻ lừa đảo. Những trò scam này thường quy định thời gian gấp rút để nhận quà, từ đó tạo cảm giác cấp bách và thúc đẩy bạn đưa ra quyết định sai lầm. 2. Social Media Hack. Sự kiện nổi tiếng theo kiểu hack này đã xảy ra vào tháng 7 năm 2020 khi tài khoản Twitter của những người nổi tiếng và tổ chức bị tấn công. Tin tặc đồng thời đăng bài và tặng Bitcoin cho người dùng. Nếu bạn gửi ví và ký giao dịch vào các nền tảng mà chúng cung cấp, ngay lập tức bạn sẽ bị rút toàn bộ số crypto trong ví. Mặc dù các tweet lừa đảo dạng này nhanh chóng bị phát hiện, nhưng hiện nay tình trạng này vẫn rất phổ biến. Trong vụ 2020 mà chúng tôi đề cập tới, các tin tặc đã lấy được 11 Bitcoin tương đương với 500.000 USD tính đến tháng 9 năm 2021. 3. Ghép video người nổi tiếng kêu gọi đầu tư. Những kẻ lừa đảo sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn video được ghi lại với một người nổi tiếng và phát trực tiếp nó trên YouTube, làm cho nó giống như người nổi tiếng đang xác nhận một đợt airdrop crypto. Việc này sẽ làm cho chiêu lừa đảo có vẻ rất thật, người dùng dễ dàng tin tưởng. Ví dụ, chúng sẽ ghép Vitalik Buterin vào một clip và tuyên bố Ethereum sẽ airdrop một lượng Ether cho người dùng. Hãy vào ngay trang sau để claim về ví. Nếu bạn truy cập và ký ví, tài sản crypto của bạn sẽ bốc hơi ngay lập tức. 4. Support Scam. Những kẻ lừa đảo sẽ mạo danh nhân viên hỗ trợ cho các ví, các sàn giao dịch hoặc đội ngũ phát triển các blockchain phổ biến. Phần lớn các cuộc thảo luận về Ethereum sẽ diễn ra trên Discord. Những kẻ lừa đảo thường sẽ tìm ra con mồi khi người dùng đặt các câu hỏi hỗ trợ trong các kênh của dự án. Chúng sẽ nhắn tin và cố gắng lừa bạn tiết lộ private key hoặc gửi tiền của bạn vào ví của chúng. 5. Phishing Scam. Bọn lừa đảo sẽ gửi cho bạn một email, trong đó có chứa một đường dẫn đến một website được chỉ định. Để truy cập vào website, họ yêu cầu bạn nhập private key. Ngay sau đó, chúng sẽ chiếm quyền sở hữu ví của bạn và rút hết crypto đi. Tinh vi hơn, đường dẫn có thể chứa sẵn virus. Khi click vào, máy tính của bạn sẽ tự cài đặt phần mềm độc hại và cung cấp cho những kẻ lừa đảo quyền truy cập vào các tập tin trên máy tính của bạn. Chúng sẽ vào và lấy các private key của ví. 6. Tham gia vào pool để đào Ether. Về cơ bản, kẻ lừa đảo sẽ cố gắng thuyết phục bạn tham gia nhóm khai thác Ethereum. Ether của bạn sẽ được sử dụng để tạo ETH và bạn sẽ được trả số cổ tức dưới dạng ETH. Ban đầu, có thể chúng sẽ trả lãi thật cho bạn, nhưng khi bạn nhận thấy mình đang có lợi nhuận nhỏ, bạn sẽ bị FOMO và bắt đầu gửi crypto nhiều hơn. Cuối cùng, tất cả số tiền của bạn sẽ được gửi đến một địa chỉ không xác định và kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng tất cả tài sản. 7. Đổi Ether lấy Ether 2.0. Với sự kiện The Merge sắp ra mắt, những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng sự nhầm lẫn xung quanh thuật ngữ ETH 2.0 để khiến người dùng đổi ETH lấy ETH 2.0. Theo Ethereum Foundation, không có ETH 2 hoặc bất kỳ mã nào khác được ra mắt trong The Merge. ETH mà bạn sở hữu ngày hôm nay sẽ tiếp tục là ETH sau khi hợp nhất thành công. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hoạt động hoán đổi ETH nào. Như vậy là chúng ta đã đi qua các hình thức scam phổ biến trên thị trường. Càng ngày, phương pháp và cả hình thức sẽ càng tinh vi, yêu cầu bạn phải hết sức tỉnh táo và cập nhật các giải pháp công nghệ để bảo vệ tài sản của mình. Ở video tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn những phương pháp để bảo vệ tài sản crypto được an toàn, tránh các chiêu trò scam làm thất thoát tài sản. Mời các bạn theo dõi.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào xung quanh chủ đề ngày hôm nay, bạn hãy để lại comment ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, share và subscribe ngay kênh tin tức của CryptoLeaks VN để được liên tục cập nhật những thông tin thị trường crypto mới nhất.